và quay trở lại video clip thứ hai đầu tuần. Trước màn hình nhỏ các bác và anh em đây, bên em đang test một cặp loa Mỹ CPV có model là SP2O 2340, loa sử dụng từ 22V 100, một tép kèn. Và cặp loa này bên em đã chốt cho một bác khách. Bên em đang test cặp loa Mỹ CPV các bác. Và cặp loa này bên em test gửi cho anh anh Hưởng có địa chỉ tại thôn Đồng Tâm, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn nhá. Đấy, cặp loa Mỹ CPV đã được anh Hưởng chốt bên em. Những cặp loa Mỹ xịn. Đây, loa Mỹ PV, cặp loa này bên em test cho các bác Hưởng đây. PV SP2G. Đấy, hàng Mỹ nòi Made in USA có nhá. Đây. Công suất cho ra từ 600 cho đến 1200W, loa trở kháng 8 ohm, hỗ trợ 4 cổng giáp 6 ly. Loa nguyên zin đẹp không thì vết các bác nhá. Những cặp loa bên em tuyển về phải nói là kiểm tra rất là kỹ lưỡng cho những cặp loa Mỹ. Loa đẹp xuất sắc các bác nhá. Không bị vết này. Đẹp lắm, loa đẹp nguyên zin hết. Chỉ trong một lốt nhạc bác Hưởng chốt em một cặp loa Mỹ PV SP2G bass 40 từ 22V 100, một tép kèn. Và cặp loa này đang có giá đầu tư dưới 20. Bên em bao zin nguyên bản cho các bác nhá. Bao zin nguyên bản, bao đẹp, bao chất nhá. Mọi nhu cầu hoặc mua sắm bác hãy liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974 637 646 hoặc 0918249265. Loa đẹp chất lắm các bác nhá, với giá đầu tư rất hợp lý dưới 20 cho một cặp loa Mỹ xịn PV SP2G. Có gì vui xuân làm dáng cho đời. Trong buổi sáng thứ hai ngày hôm nay bên em chốt được hai đơn. Một cặp PV SP2G và một cặp PV SP2XT về Hải Phòng các bác nhá. Cặp này về Thanh Hóa này. Còn một cặp PV SP2XT về Hải Phòng. Dặm dài xin chớ lui.